chào quý vị và bà con ngư dân. Ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển dần từ hướng Nam sang hướng Đông Nam và hoạt động với cường độ phổ biến ở mức cấp 5. Ngoài ra, mưa dông xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hiện tượng lốc xoáy hay gió giật mạnh. Khu vực phía Nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thịnh hành đới gió Tây Nam có cường độ phổ biến ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét biển động. Thời tiết tiếp tục trong trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông, làm cho tầm nhìn xa thường xuyên giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và nguy cơ xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh trong cơn dông còn ở mức cao hơn các vùng biển phía Bắc. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió có hướng Đông Nam là chính và hoạt động với cường độ ở mức trung bình nên không gây ra tình trạng biển động. Đáng lưu ý, những cơn mưa có thể xuất hiện vào thời điểm bất kể trong ngày nhưng tập trung nhiều hơn về chiều tối và đêm, gây ảnh hưởng đến các tàu thuyền có trọng tải nhỏ trên khu vực. Tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, gió có hướng Đông Nam. Mặc dù chỉ hoạt động với cường độ khoảng cấp 4, nhưng mưa rào và dông gia tăng khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế. Với khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo. Gió mùa Tây Nam duy trì với cường độ khoảng cấp 5, có lúc là cấp 6, giật trên cấp 6 nên cũng gây biển động. Đi cùng là mưa dông xuất hiện nhiều nên không được thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Còn tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến đảo Phú Quốc, mặc dù gió Tây Nam không mạnh, chỉ ở mức cấp 3, cấp 4, nhưng sự xuất hiện của những cơn mưa rào và dông làm cho tầm nhìn xa thường xuyên bị giảm xuống mức từ 4 đến 10 km và trong cơn dông cũng có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gây mất an toàn cho các tàu thuyền lưu thông trên khu vực. Phần cuối của bản tin thời tiết biển hôm nay là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 3 ngày tới.